Xin chào tất cả mọi người. Đây là chiếc bình ắc quy QF được Honda sử dụng từ năm 2009 đến 2022, dùng cho tất cả các loại xe ga. Chiếc bình ắc quy này sử dụng rất là bền và tuổi thọ rất là cao, giá cả hợp lý. Sản phẩm được hãng Honda tin dùng 10 năm nay và chất lượng hàng đầu của Nhật Bản. Cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe.